Vừa bị bốc mẹ thả thính lung tung, Trường Giang lập tức đăng status lạ, yêu em bất chấp. Giữa tâm bão scandal tình cảm, dòng trạng thái của Trường Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Những ngày qua, cả làng giải trí không khỏi dậy sóng khi nam em thừa nhận từng yêu Trường Giang trong khoảng thời gian nam danh hài gặp trục trặc trong chuyện tình cảm với Nhã Phương. Theo đó, nam em cho biết giữa cô và nam danh hài có quan hệ yêu đương khoảng một tháng. Dù ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian đó cả hai chỉ có nút thăng, chưa từng xuống dáng. Nam em gây chấn động làng giải trí khi thừa nhận tình cảm với Trường Giang. Cư dân mạng vẫn chưa hết hoang mang về scandal tình ái của Trường Giang, thì mới đây, Quế Vân, một người chị thân thiết của nam em, đồng thời cũng là nạn nhân tình ái của nam danh hài, tiếp tục tiết lộ nhiều tình tiết ít ai biết. Kể lại chuyện tình đau xót của mình với chàng hề xứ Quảng, Quế Vân cho rằng cô là người thấu hiểu nỗi khổ của nam em ở thời điểm hiện tại hơn ai hết. Từng hy sinh quá nhiều vì Trường Giang, nữ ca sĩ Hà Thành không khỏi xót xa khi chứng kiến nam em lâm vào tình cảnh tương tự sau này. Quế Vân tiết lộ nam em quẫn đến mức muốn tự tử sau khi bất ngờ bị Trường Giang bỏ rơi, chỉ vì trước đó không đồng ý gửi trao tấm thân chinh trắng cho anh. Để vạch trần bộ mặt thật của nam danh hài, Quế Vân còn cho biết không chỉ nam em mà nhiều mỹ nhân Việt khác cũng từng bị bậc thầy thả thính Trường Giang săn đón. Vừa bị Quế Vân mốc mẹ thả thính lung tung, Trường Giang lập tức đăng status lên trang cá nhân. Tuy nhiên, nam danh hài không hề nhắc gì đến những lùm xùm tình cảm gây xôn xao những ngày qua của mình, mà chỉ lên giới thiệu về bộ phim sắp công chiếu. Ở dưới phần bình luận, nhiều khán giả vẫn dành những lời động viên và ủng hộ đến danh hài xứ Quảng. Hiện tại, Trường Giang hoàn toàn giữ im lặng khi liên tiếp bị những người tình cũ lên tiếng tố bắt cá nhiều tay. Quế Vân công khai gọi Trường Giang là kẻ khốn nạn, ăn rồi quẹt mỏ. Tôi khẳng định luôn với Trường Giang, chỉ cần tử tế với nhau thôi, không ai làm tổn thương ai hết. Còn nếu có những hành động như vậy, thì đó là người khốn nạn. Quế Vân thẳng thắn. Những ngày qua, chuyện tình cảm giữa nam em Trường Giang Nhã Phương gây chấn động làng giải trí Việt. Việc thừa nhận tình cảm với Trường Giang khiến nam em nhận phải những phản ứng trái chiều. Bên cạnh những ý kiến bênh vực, nhiều khán giả cho rằng người đẹp sinh năm 1996 có lỗi khi chen ngang chuyện tình của Trường Giang Nhã Phương. Đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang bị bóc phốt thả thính mỹ nhân Việt. Trước đó, nam danh hài từng vướng nghi án phim giả tình thật với hot girl Sam. Quế Vân tố cáo lăng nhăng khi đang yêu Nhã Phương. Clip Quế Vân tố cáo cho Trường Giang gọi nam danh hài là kẻ khốn nạn. Với những lùm xùm xoay quanh scandal tình cảm mới đây xuất hiện trong chương trình Lần Đầu Kể Thật, Quế Vân bất ngờ lên tiếng vạch mặt, vị trưởng phòng ân rời cậu đây rồi. Đồng thời cô khẳng định bản thân không phải là người thứ ba khi chen vào tình cảm giữa nam danh hài xứ Quảng và Nhã Phương. Tôi biết ngày mùng 5 Tết diễn sẽ gặp lại Trường Giang, bởi anh nói nhận show này là vì tôi, anh nói, anh hứa sẽ nhận show này là vì em, để chúng mình được diễn cùng nhau, đi cùng với nhau. Tôi đi từ Nha Trang vào Tây Ninh, đêm hôm đó trong lòng nhiều mâu thuẫn, muốn gặp nhưng cũng không muốn gặp. Điểm đầu tiên tôi không gặp Trường Giang, điểm thứ hai cũng vậy, cho tới điểm thứ ba, khi tôi đứng ở cánh gà tự nhiên Trường Giang chạy vào cười và nói với tôi, em không thèm nhìn anh luôn hả? Lúc đó tôi cảm giác như mình đang bị đùa giỡn. Tôi chưa kịp giận hờn của người con gái thì thấy Nhã Phương đi vào. Và điều này do anh trai Trường Giang yêu cầu, Quế Vân lên tiếng. Người đẹp sinh năm 1982 khẳng định, sự có mặt của Nhã Phương tại đêm diễn đó đều do anh trai Trường Giang sắp đặt để chọc tức cô. Đồng thời, ca sĩ họ Phạm cho biết, sau khi nhìn nhận lại mọi việc, cô chỉ thấy thương chứ không còn trách Nhã Phương. Không những thế, Quế Vân tố cáo anh trai kiêm quản lý Trường Giang tác động đến bầu show để hủy diễn với cô. Ngay hôm sau tôi đi diễn một show nữa và treo băng rôn hết. Khi tôi diễn xong thì nhận được lời nói của ông bầu, em ơi, em diễn nốt đêm nay rồi em nghỉ nhé. Tôi hỏi tại sao, người này hỏi, mong em hiểu cho anh, công việc của anh lộ quá mà bây giờ khó xử, anh rất quý em, nhưng hãy hiểu cho anh nhé. Và tôi nghĩ, đó là anh trai của Trường Giang nói cắt Quế Vân đi, không cho diễn chương trình này nữa, tôi sẽ cho Trường Giang diễn thêm một đêm nữa. Mọi thứ dồn dập, ức ức quá. Khi tôi về và tiếp tục nhận được hình ảnh Trường Giang Nhã Phương diện đồ đôi, Quế Vân vạch trần. Trước sự việc xảy ra quá nhanh, người đẹp sinh năm 1982 bức xúc và quyết định tung toàn bộ lời yêu thương, hình ảnh và ghi âm của cả hai để cho cả thế giới biết về con người này. Tuy nhiên, khi đăng tải về sự việc lên trang cá nhân, Quế Vân nhận nhiều phản ứng tiêu cực từ phía người hâm mộ và cho rằng cô lợi dụng tên tuổi của Trường Giang. Bên cạnh đó, do quá sốc trước việc bị chửi rủa, Quế Vân quyết định bỏ showbiz lui về ở ẩn,
Nhưng không ngờ năm em bây giờ lại như thế. Tôi không bao giờ nghĩ Trường Giang bạc phủ như thế. 3 ngày trước còn đang yêu hết lòng và em là người tốt nhất mà anh từng gặp. Tôi nghĩ cuộc sống này rất ngắn, hôm nay thế này mai thế khác. Vì vậy khi đến với nhau nên tôn trọng, kể cả tình bạn cũng vậy. Quế Vân bộc bạch. Là người phụ nữ từng trải, Quế Vân cho biết điều sợ nhất của đàn bà là đàn ông ra đi trong im lặng. Người đẹp bày tỏ mong muốn mọi người và sợ nhất là những người con trai khi yêu nói được lời ngọt ngào thì ra đi vì bất kể lý do gì hãy nói lời tạm biệt. Lúc đấy đàn bà rất đau nhưng họ chấp nhận sự thật, thông cảm cho người kia và không có chuyện tố nhau trên Facebook. Tôi khẳng định luôn với Trường Giang, chỉ cần tử tế với nhau thôi, không ai làm tổn thương ai hết. Còn nếu có những hành động như vậy thì đó là người khốn nạn, nữ người mẫu đáp trả. Đặc biệt khi được hỏi về việc là người thứ ba trong chuyện tình cảm Trường Giang Nhã Phương, Quế Vân nhận định cô không sai. Chân dài sinh năm 1982 cho biết, người thứ ba là khi tôi chen ngang vào cuộc sống hôn nhân của người đã có vợ. Còn khi tôi đến với Trường Giang không có sự xuất hiện của Nhã Phương, mà khi đó chỉ là tin đồn. Chỉ có sau khi Trường Giang chia tay tôi mới công khai yêu nhau, vậy nên tôi không phải người thứ ba và không sai trong việc này. Còn với nam em, chắc chắn Trường Giang sẽ có những lời rằng anh không có cảm xúc với Nhã Phương thì nam em mới yêu Trường Giang. Nam em yêu Trường Giang có phải mình họ biết đâu, cả showbiz biết cơ mà. Chẳng qua những con số ấy không lên truyền thông nên mọi người không biết đấy thôi. Quế Vân, nếu là Nhã Phương tôi sẽ rất xấu hổ về Trường Giang. Nếu là Nhã Phương tôi sẽ rất xấu hổ vì người bạn trai này. Sau khi đã làm ra nhiều chuyện như thế, nếu tôi vẫn làm đám cưới với người này, tôi không thấy hãnh diện, Quế Vân khẳng định. Những ngày qua, nam em trở thành tâm điểm làng giải trí sau khi công khai tình yêu trong bóng đêm với Trường Giang. Lời thú nhận 30 ngày yêu tưởng chết với chàng hề xứ Quảng của người đẹp miền Tây đã nhận được sự đồng cảm của Quế Vân, người từng nhận là bạn gái cũ của anh. Sau khi bốc bài tán gái trăm lần như một, cùng lời cảnh báo Trường Giang, nữ ca sĩ gốc Hà Thành tự nhủ, quên cũng là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương. Tuy nhiên, khi tự nhận thấy Trường Giang rất nguy hiểm, mọi cô gái phải cương quyết tránh xa, Quế Vân quyết định nói một lần cho rõ. Tham gia talk show lần đầu kể thật trên báo, trưa ngày 23 tháng 3, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã bày tỏ suy nghĩ của mình về scandal tình ái liên quan tới người cũ và đàn em. Cho biết từng có 2 năm chung sống với nam em, Quế Vân cho hay, có thể cả nước này không biết về nam em, nhưng tôi là người rõ nhất. Nam em là một cô gái vẫn còn chân trắng, chưa từng trải qua một người đàn ông nào về thể xác. Nam em luôn sợ phải trao sự chân trắng cho đàn ông khi không có đủ niềm tin. Cảm thông với nam em, Quế Vân cũng chia sẻ buồn vui quanh mối tình cũ với nam danh hài Đức Quảng. Lúc đó tôi gặp Trường Giang ở một game show truyền hình. Lần đầu gặp, cả hai đã nhìn nhau bằng ánh mắt khác thường. Sau nhiều lần trò chuyện, Trường Giang rủ tôi lên Đà Lạt chơi. Trong trường quay trên đó, Trường Giang công khai thể hiện tình cảm với tôi. Tại đây, chúng tôi bén duyên nhau. Kể về mối lương duyên với Trường Giang, giọng ca và em biết cũng tiết lộ tính cách của tình cũ. Theo đó, Đào Hoa là tính cách được nữ ca sĩ nhận định về bạn trai Nhã Phương. Minh chứng cho suy nghĩ của mình, nữ ca sĩ Anh Về Đâu kể lại, tôi hiểu cảm giác của nam em ngày hôm nay. Trường Giang là một người đàn ông rất hiểu tâm lý con gái. Sau nhiều lần tâm sự qua lại, tôi được Trường Giang mời đi xem hài. Tôi rất vui khi Trường Giang vừa diễn trên sân khấu, vừa đưa mắt xuống khán đài nhìn tôi trìu mến thay vì nhìn khán giả. Tôi rất vui vì thấy mình là quan trọng nhất. Đến một lần khác, tôi lại được mời đi xem. Đang tâm trạng vui, tôi bị hụt hẫng vì Angela Phương Trinh cũng được mời vào vị trí ngay bên cạnh. Hóa ra khi ấy Trường Giang chuẩn bị đóng phim với Angela Phương Trinh. Tuy nhiên hôm nay khác hôm trước, vì khi Trường Giang lên sân khấu, chỉ nhìn xuống Angela Phương Trinh mà không nhìn tôi. Lúc ấy tôi rất buồn và ra xe đi về. Một lần khác tôi giận Trường Giang, vào một ngày khi anh ấy muốn công khai, chúng tôi hẹn những người bạn thân biết câu chuyện để ra mắt. Ngày hôm đó đến nhà một người bạn của tôi. Cô bạn gái ấy của tôi rất xinh đẹp. Trước khi đến nhà bạn gái ấy, Trường Giang rất yêu thương tôi. Anh ấy nấu ăn cầm tay dắt tôi. Nhưng khi vừa vào đến nhà của người bạn, thấy cô ấy đẹp nên Trường Giang hoàn toàn chỉ quay sang nhìn và khen bạn tôi là em đẹp quá, anh hâm mộ em.
Hơn một tiếng, Trường Giang chỉ tập trung vào bạn gái đó mà quên mất Quế Vân đang ngồi bên cạnh. Chứng kiến như vậy, tôi buồn lắm. Tôi thắc mắc tại sao người đàn ông này lại như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bị cảm xúc như thế. Bạn gái đó và tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy xấu hổ cho tôi. Sau đó mọi người bảo tôi đi về, nhưng Trường Giang lại không muốn. Anh ấy muốn ngồi lại để ngắm người bạn gái của tôi. Tôi rất bực mình và buồn. Thế nhưng, khi vừa ra ngoài đóng cửa lại, Trường Giang đã cầm tay tôi ngay. Lúc đó tôi hất tay Trường Giang ra. Tôi giận vì bây giờ đã nhìn ra sau khi chứng kiến tất cả điều đó. Tôi không hiểu tại sao tốt với Trường Giang mà lại có cái kết như vậy. Tôi đã bị tổn thương rất nhiều. Vì thế tôi mới chọn cách đưa tất cả mọi thứ ra công khai, như vậy cho mọi người thấy. Công khai sự tổn thương, Quế Vân cũng vén bức rèm bí mật sau những hạnh phúc của tình cũ và bạn gái nhà Phương. Tôi có thắc mắc về những lần xuất hiện cùng nhà Phương khiến tôi buồn. Trường Giang cho biết tất cả điều đó là để chiều lòng fan, chỉ vì showbiz nên anh và nhà Phương mới sánh đôi đi với nhau như vậy. Không thể nào làm khác được, ý Trường Giang nói là anh ấy không yêu nhà Phương, nữ ca sĩ cho hay. Từ những gì thuộc về chuyện của mình, Quế Vân bày tỏ quan điểm khi đặt mình vào vị trí của nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Tôi nghĩ sau khi xảy ra chuyện với tôi, Trường Giang đã thay đổi, sẽ bù đắp và yêu thương nhà Phương. Thế nhưng tôi không ngờ, 2 năm sau người em của tôi lại phải chịu nỗi đau tương tự. Tôi sẽ không lấy người đàn ông như vậy sau khi chứng kiến những gì đã trải qua, bởi vì còn gia đình, xã hội cùng nhiều thứ khác. Nếu là nhà Phương, tôi thấy rất xấu hổ vì người bạn trai này. Sau khi đã làm ra nhiều chuyện như thế, nếu tôi vẫn đứng trên khán đài làm đám cưới với người này thì cảm thấy không hãnh diện. Tuy nhiên, nếu nhà Phương vẫn bước qua được, thực sự tôi nể phục cô gái này. Cuối cùng, Quế Vân gửi lời nhắn nhủ tới tình cũ Trường Giang. Sau khi nghe những lời này, có thể anh sẽ ghét và căm hận tôi. Thế nhưng tôi mong rằng anh sẽ thay đổi tâm tính, anh cố gắng thay đổi sự đào hoa và không nên làm bất cứ người con gái nào tổn thương nữa, Trường Giang ạ.